Hello Béo, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, lâu rồi Béo không có khỏe mật, lý do là trong thời gian vừa qua các bạn là Béo đang cố gắng để giảm cân, không quay ẩm thực nha các bạn. Nói chung là hạn chế quay ẩm thực chứ không phải là không quay ẩm thực. Vì vậy á thì các bạn hãy thông cảm cho Béo nha. Còn Béo không có quay những clip tập gym nhiều á là lý do là ví dụ như quay một tập hai tập á thì các bạn xem các bạn sẽ ủng hộ cho Béo, còn nếu mà quay hoài thì chỉ có bao nhiêu các bạn ơi, cho nên lâu lâu Béo sẽ quay một clip tập gym cho các bạn xem các bạn. Thì hôm nay Béo sẽ làm ẩm thực nhưng mà Béo sẽ hạn chế ăn tinh bột, dầu mỡ nha các bạn. Hôm nay Béo sẽ ăn khóm nha các bạn, khóm chấm muối tôm đầy. Các bạn ơi, ở ở chỗ các bạn thì không biết gọi là bằng trái gì nha các bạn, nhưng mà ở chỗ của Béo thì gọi đây là trái khóm nha các bạn, đây là muối tôm các bạn. Hôm nay Béo quay khóm chấm với muối tôm á, ăn chấm với muối tôm thì các bạn không cảm thấy Béo, Béo sẽ dùng tay các bạn. Đây, trái khóm Béo là tách ra rồi. Đây là muối tôm các bạn. Để Béo chỉnh cái camera lại cho các bạn xem rõ một tí. Đây, khóm chấm muối tôm rồi, mời các bạn nha. Mà thấy ngon không? Quá ngon các bạn ơi. Để mời các bạn nha. Ai quá. Các bạn ơi, khóm này Béo gọt rồi, Béo bỏ trong tủ lạnh đấy các bạn, cho nên nó lạnh á, này cắn cái đầu muốn ê găng luôn. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà bỏ trong tủ lạnh đó các bạn, nó hơi lạnh, nó hơi ê găng tí. Các bạn hãy ủng hộ cho Béo nha các bạn. Nhớ các bạn nhớ xem video, nhớ cho Béo một like nha. Và các bạn nha. Ngâm lạnh đó các bạn, ngâm bỏ trong tủ lạnh á, nó lạnh á, cắn cái ê găng luôn các bạn. Béo tính đổ muối tôm ra luôn cho mình, như là mình lắc muối tôm các bạn, nhưng mà thôi để Béo chấm cầm chấm gì ăn dùm chấm nhiều các bạn. Và các bạn à, chua chua, ngọt ngọt, lạnh lạnh, mặn mặn, cay cay, quá ngon các bạn. Các bạn xem nó ăn à. Còn mắt khóm gỡ ra. Thật ra lâu lâu Béo ăn món này rất là ngon các bạn. Mời các bạn nha.
xong nửa trái đó các bạn, tới hai trái các bạn, còn đây một cái rưỡi nữa. Wow các bạn ơi, ngon quá các bạn ơi, quá hợp nè, quá ngon luôn các bạn. Mà các bạn nha, ăn ăn rồi nửa miếng nửa trái đấy các bạn mà vẫn còn ngon, vẫn còn thèm các bạn ơi. Ướp lạnh đấy các bạn, ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà lúc đầu ăn á, mà ăn mấy cái đầu nó hơi ê văn tí các bạn. Các bạn không biết ăn sao chứ béo thì hơi ê văn tí. Mà các bạn à, nếu ăn nãy nửa trái đây, ăn thêm nửa trái muốn no luôn các bạn. Trời, con trái như nhiêu, con trái như nhiêu mà no quá các bạn ơi. Cua cái cho đã. Quá ngon. Các bạn ơi, nếu các bạn yêu thích video này của béo ấy, thì xin hãy các bạn hãy cho béo một like các bạn. Rồi các bạn à. Các bạn ơi, chắc béo thì mình kết thúc video đây các bạn. Béo ăn một trái khóm á, no các bạn ơi. Còn đây một trái chắc béo ăn không nổi nữa đâu. Các bạn ơi, thì cho béo giảm cân, hạn chế quay ẩm thực á, thì các bạn lâu lâu béo sẽ quay một clip ăn trái cây cho các bạn xem các bạn. Mong các bạn sẽ luôn ủng hộ béo các bạn. Còn bây giờ béo xin kết thúc video đây các bạn. Bây giờ ăn một trái khóm no quá các bạn ơi. Trái như nhiều, ăn con trái như nhiều mà no quá các bạn. Thôi bây giờ xin nếu các bạn thấy yêu thích béo này, xin hãy cho béo một like, chia sẻ và đăng ký để béo được những video kế tiếp của các bạn. Còn bây giờ hẹn các bạn ở clip kế tiếp nha. Bye bye.